Hồi xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai mời anh em vào sưu tầm nha. Hôm nay mình có một số phôi khá ok nha anh em. Ồ đây nè, giới thiệu đây, cây này là cây của anh Tony Nguyễn Đào á. Ở đây nó có một số cây đặc biệt ở chỗ đây nữa nè, cây không bầu nha anh em nha. Cây này đang đào bị bảo vệ dục chạy ra. Không bầu nha anh em, dục lắc lượng đẹp á. Đó, có một số phôi này ok. Có một cây siêu phẩm đang đứng ở đây nè. Đó, anh em coi canh cây này tới dây thứ mấy là mình chốt liền luôn nha, để người khác ta chốt á. Siêu phẩm nha anh em. Đó, có 20 mấy cây nha anh em. Coi chốt hết đi. Rồi mình thì lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mời anh em sắp xếp thời gian đón xem và ủng hộ anh em mà luôn. Anh em mới vô coi nhớ bấm một like và một đăng ký luôn anh em nha. Ủng hộ kênh của mình luôn. Kênh của mình đang phát triển từ từ anh em, ủng hộ phát triển cho nó nhanh. Đấy. Cùi đầu tiên rồi anh em. Trời đế nè. Đế rễ hết. Đây có một miếng thiệu đây nè anh em nè. Miếng thiệu cho đây nha. Da đã tóm hết. Rễ đế khá ok. Đây nè. Đây nè. Dấu dữ á. Dễ nhiều. Cây thác đổ nha anh em nha. Cái này cắt ngắn luôn làm thác đổ luôn anh em à. Chỗ này nó dứt liền, đổ dứt liền. Rồi, mời anh em xem hoành đi. Cây đẹp á. Hoành 24. Bay 73. Bầu dài 40. Dứt nè. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em nè. Một phôi khá ok nữa. Đụng một dễ luôn. Dễ à. Này rễ cỏ nha. Ok luôn anh em ơi. Này rễ cỏ chứ rễ gì mà hư. Cây đẹp anh em. Cây đèn chi mịn đẹp. Cốt được. Quanh. Cây chi đơm đẹp bắt quanh. 26. Cao 75. Bầu dài 47. Cây dễ dứt anh em. Khá nhiều anh em à. Còn anh em coi nghiên cứu chốt nha. Anh em tiếp tục một phôi nữa anh em. Để rễ tạm được nha anh em nha. Dễ mini nha anh em. Cây mini thì dễ mini. Đấy. Cây một hai miếng thiệu. Giót ngọn hết luôn anh em. Được. Quanh hơi khủng nha anh em. Mình hơi to đấy. Quanh 21. Cao 42. Bầu dài 39. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi anh em tiếp tục một cây cổng làng nữa anh em ơi. Làng tôi sáng đạp xe. Cây chi đế ok. Đấy. Nó vậy luôn á. Đây, 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 đây. À. Cây cốt được. Cục nhìn chi đẹp quá anh em. Đế này, đế này, đế này. Lũ này. Mình quay cây xong mình làm gì nữa ta. 34 hoành. Cây đẹp ghê ạ. Cao 50. Bầu dài 52. Dứt anh em. Dứt. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa anh em à. Rồi, đế được. Trời ư, đế nữa à. Ư. Đế nè. Ok đấy nè. Đế nè. Cây có miếng thèo lũ này nè. Lũ hay bọng? Bọng. Bọng luôn. Rồi, dàn chi tự nhiên, khá ok. Quanh. Cây cốt đẹp, chi đẹp nha anh em nha. Quanh 32. Cây dàn chi đẹp. Cao 95. Về để zin chơi luôn anh em à. Đóng ngay dàn chi, 89. Cây này gói cũng bệnh. Bầu dài 40. Chốt đơn. Rồi anh em tiếp tục một phôi tàn dinh thiên nhiên luôn anh em ơi. Một cốt. Cây này khá lạ. Tại vì ở dưới thì nó nhỏ mà tên nó to. Nếu mà mai vườn mà kiếm mẫu kiểu này khó anh em ơi. Dễ đế yếu quá nè. Lên nè, lên nè. Xong phình ra nó mắc không chuyện á. Trải nghiệm anh em à. Chắc là quanh. Quanh 14. Cây dễ hơi yếu nha anh em nha. Cao 1m39. Bầu dài 34. Dứt anh em. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục một phôi nữa. Đủ một phôi khá vằn vại nha anh em nha. Chì rất là đẹp. Khá vằn vại thêm dấu sắc. Sắc quái nha anh em. Con miếng lụa thép rất là đẹp nè. Bọng xuống tới đây nha anh em nha. Chì bao đẹp luôn, dốc ngọn. Cây này dọn lại đẹp lắm anh em à. Mà thôi mấy anh em tự dọn đi. Ai dánh đâu. Rồi, chì được lại luôn hả? Về tự dọn nha anh em. Quanh. Quanh 40. Cao 59. Bầu dài 47. Dứt chưa anh em. Tiếp tục một cây nữa anh em nè.
một cây cốt được nữa nè. Đế bao đế cốt. Đế tạm được thôi nha anh em nha. Đế lực đế nữa đã không? Cây chỗ đây nó có một cái cục bóp rất là ngon nha, xứng tay lắm anh em ơi. Cây nhựa lên luôn anh em ơi. Một hai miếng kèo lũ được ba chi. Quanh quanh 21, cao 57, bầu dài 33, dứt đi anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một phôi đế khá ok nữa nha anh em nha. Đế đều nha, chi được. Cây có miếng thẹo trên đây nè anh em. Đấy, nhìn chi sạch luôn anh em. Ui, cây này cổ chứ. Già cây quá. Cây già. Hoành luôn Vinh ơi. Hoành 24, cao 49, bầu dài 35. Rồi, dứt anh em. Mà anh em sưu tầm nha. Tiếp tục anh em một phôi đế ok nữa. Đấy. Lắc. Đó ok nha anh em nha. Có cái lũ nhỏ nhỏ đây. Cây lắc nhẹ. Có lũ nhỏ nhỏ. Giót chi. Một cốt. Lắc đẹp á. Hoành đây. Thì coi hoành đi. Hoành 23. Ok. Cao 53. Bầu dài 32. Rồi. Dứt anh em. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi siêu phẩm của Phú Điền nữa anh em ơi. Cây này chân dài số 1 Việt Nam, cây này Việt Nam chỉ có trong một cây duy nhất thôi anh em à. Coi tranh thủ siêu tầm nha anh em nha. Dễ đế tạm được nha anh em. Ừ, cây ủa. Ừ, cái này hoành quá. À, chân bấm xuống hoành, cây này khỏi nói rồi. Có miếng thẹo đây nè. Rụt coi anh em coi chút này nè, nó chen nhau lên đẹp. Cây tự nhiên, dinh tự nhiên, dinh kẻ ngàn can luôn á. Hoành luôn. Chân hoành dài. Hoành nha. Cha hoành. Hoành 7. Mư. Phải được mư á. Cao 92. Đọc thiệt đó. Bầu dài 29. Dứt. Để. Tiếp tục anh em. Lúc tiếp tục anh em nè. Một hồi rễ đế ok nữa nè. Cây chì rất là đẹp nha. Cây sạch, cây không tì vết luôn anh em. Có miếng thẹo trong này nè. Ui, nhìn chì quá đẹp luôn. Cây này mà cây chơi cây nào nữa sang dòng vít. Cho anh em coi kỹ kỹ vô vô. Quanh. Đẹp ạ. Chốt ơi. Quanh 34. Cao 58. Bầu dài 50. Dứt cái đây. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nè. Đế ok nữa nè. Đế đế ok nha anh em nha. Nhìn chi họ đọc nha anh em. Đế đế ok. Cây có miếng thiệu đây nè. Được. Rồi. Mời anh em xem quanh. Được. Quanh 27, cao 43, bầu dài 33, dứt anh em. Dứt. Rồi tiếp tục anh em nè, một côi rễ đế ok nữa nè. Rễ nhiều nha anh em nha. Cây dàn chi được, cây sạch, cây không tì vết luôn. Đấy, anh em có yêu thích mẫu này thì gọi dứt. Điện dứt. Quanh 26, cao 39, bầu dài 39. Dễ coi. Cú đẹp quá. Dễ cỏ quá tí luôn. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa nè. Đế ok nè. Đế nở nha. Dễ nhiều nè anh em nè. Cây có lông tu nữa. Được. Cây có miếng thèo đây anh em nè. Chì được. Dốc ngọn hết luôn. Hoành luôn. Hoành luôn. Hoành 26. Cao 38. Bầu dài 45. Dứt anh em. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi tiếp tục anh em một phôi nữa nè. Một phôi đế đế lực nữa. Đế quá lực luôn nè. Đế. À, đế này bị bọng anh em à. Dù cái dễ này bị bọng nha anh em nha. Đế tạm được. Đế cây khá lực. Đế tạm được. Cây này nó bọng chỗ này nè anh em. Đấy. Đế bọng chỗ này bọng vô. Chi được. Rồi hoành luôn. Hoành 44. Dứa rồi. Cao 57. Bầu dài 52. Dứt anh em. Đế nằm dưới đây nè. Tiếp tục anh em. Một phôi một cốt nữa. Dễ được nha anh em nha. Ủa, dễ nó dưới đây cũng nhiều nè anh em. Đầu dễ nè. Ở đây nè. Đây nè. Đây nè. Dễ dưới nè. Phải có miếng thừa lũ đây nè. Ô lắc nhẹ xíu. Cây trên thằng có mấy miếng thẹo nữa nè. Cây một cốt chi được. Xây dòng anh Vinh. Lắc nhị. Bầu hơi quá tí nha anh em nha. Quên luôn.
thịt chứ. Hoành 30. Cao 77. Đầu dài 32. Dứt anh em. Dứt. Em tiếp tục anh em, một khôi nữa nè. Bể đế quá đẹp anh em nha. Nó kêu lỗi một chút. Để cái chừng nha. Bể quá đẹp luôn. Ồ, lắp hết mấy giờ. Thế nè. Quá sao mà lắp không còn lỗi rủi rễ ra đấy. Đây nữa nè. Mấy thèo đây, mấy thèo đây nè. Này mấy thèo đây, nhìn chi quá đẹp luôn. Đục nhìn chi bao tê nha nè. Quá ok. Hoành luôn anh. Hoành 30. Giót ngọn hết luôn anh em. Cao 58. Bầu dài 46. Dứt anh em. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chi khá đẹp. Rồi tiếp tục anh em. Đẹp này, đẹp. Một khôi rễ đế tạm được nữa nha. Đây rễ đế tạm được nha anh em. Đây một cuốc. Cày có miếng thèo đây nè. Lượng nghệ. Đây nghệ thuật đó nè. Rồi mời anh em xem hoành luôn. Hoành 20. Cao 50. Bầu dài 33. Dứt anh em. Anh em ơi, tiếp tục một khôi lùng lực nữa. Đế được nè. Đế được nha anh em nha. Mớp á. Đây có một cái bọng nha anh em nha. Lũ bọng. Nhìn chi bao đẹp luôn. Năm chi luôn anh em. Quá đẹp, quá tê. Rồi, mời anh em xem hoành luôn. Cây đều anh em ạ. Chi đều. 36. Cao 45. Bầu dài 42. Dễ quá trời luôn anh em. Chốt ơi. Ừ, tiếp tục anh em ơi, một khôi đế quá đẹp nữa anh em ơi. Đế quá ok. Chi, cây gót chi, cây có miếng thẹo đây. Già tớm hết rồi. Chi, gót ngọn đẹp. Mẫu tử luôn, hoành luôn anh. Hoành. Hoành 32. Cao 44. Bầu dài 42. Dứt. Rồi, tiếp tục anh em ơi, một khôi nữa. Một khôi. Cây này viền bí á. Đế rễ tạm được nha anh em nha. Thắp cùng những nó hay quá. Đế rễ tạm được. Lũ nè. Cây dàn chi nè. Quá mịn luôn. Cây có miếng lũ thép trong này. Rất là nghệ thuật nha anh em nha. Dàn chi nè. Chắc là già cây. Nhìn như cụm rừng nha anh em. Hoành. Hoành 36. Quá đẹp. Cao 46. Bầu dài 41. Trời ơi. Mời anh em sưu tầm nha. Rồi tiếp tục một cây không bầu nha anh em nha. Cây này nói chung sư tử Hà Đông. Khó lấy bầu á. Cát nó chảy á, khó lấy bầu anh em à. Cho nên là vũ luôn. Rồi trên thân nó có miếng lũa thiệu đây nè anh em nè. Nhìn chi nè. Nhìn chi khá ok nha anh em nè. Nhìn chi khá ok mà quay dữ dễ không. Dễ khá nhiều anh em. Đấy. Dễ khá nhiều. Chi bay về một hướng hết luôn. Hoành khủng nha. Hoành ấy. Cái này hoành chắc cũng 50 cơ chứ. Hoành 56. Hoành thú nha anh em nha. Cây thú. Cao 56. Bò của nó nè. 90. Rồi. Bò mà. Dàn dễ anh. Dàn dễ. Chiều dài. Tổng dàn dễ là 61. Rồi dứt mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt. Rồi tiếp tục anh em, một khôi nữa. Chân dài nha anh em nha. Dễ được. Đấy, cây nè, bay ra nè. Cây ok, cây sung quá anh em ơi. Cây khá lạ nha anh em nha. Về trồng nổi lên khúc này nè. Trên đây cũng đặc sệt hết luôn anh em. Rồi, mời anh em xem hoành nha. Hoành 36. Bay 75. Cao 96. Tổng dàn đế nè. 60. Dứt anh em. Chút. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa, không bầu nữa nha anh em nha. Cây này thì chắc phải cắt dễ này rồi anh em à. Đấy. Chứ mà để ba chân như vậy thì trồng cái chậu khủng, chậu phải 90. Ưu tiên anh em. Cây này thì sạch. Rồi, 4 chi nha anh em. Quanh. Đục, bây giờ anh em mà thích chơi bạo về cắt cái dễ này chơi thôi. Quanh 39. Cao 79. Tổng dàn đế nè.
72. Rồi. Giúp anh em. Cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại em luôn. Ủa còn cái nữa hả? Chúc đi. Rồi anh em ơi, xem hết clip đó anh em suy nghĩ như thế nào? Nếu mà thích cái nào thì chốt liền nha anh em nha. Đó, ở đây cũng có một số phôi đã thùng hết rồi. Đó, mai rừng, lũ thép, chì to, chì khá to nha anh em nha. Thùng hết rồi. Nói chung dòng này rất là dễ. Anh em coi tranh thủ chốt. Đẹp không? Rồi. Mình còn cây này nè anh em. Cây này khá khủng. Chưa bán được, Tết lên bán tiếp. Cây này hoành trên chấm. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em nha.